thứ hai là ngày 10 tháng 9 năm 2023. Rồi Sen có mặt ngày thứ ba, chính xác là ngày thứ ba. Rồi cái lễ khánh thành bảo tháp như là lễ mừng thọ là một vị chủ trì của Ân, cũng là phó ban trị sự giáo hội Phật giáo của Việt Nam, cũng như là trưởng ban công giáo, cũng như là giáo hội Phật giáo của tỉnh Trà Vinh, cũng là một vị sư phụ tế độ trong 13 chùa. Thì với cái buổi lễ ngày hôm nay, ngày hôm qua được diễn ra các ban khánh thành rồi, và cũng như là mừng thọ và thuận lợi tất cả các chư tăng tề thụ về, thì dân cơm thì Sang cũng rất là hạnh phúc. Và lần này Sang được làm thí chủ để mà tài trợ chính cho những cái buổi cơm dân cơm tề tăng đến chư tăng ngày qua, trong xuyên suốt 3 ngày, và hôm nay là cái ngày cuối cùng, kèm theo những một vị Sang cũng là chia sẻ đến một cái phần cao sơ bóp để giúp cho các vị tu tập ngồi thiền đỡ đau. Thì với cái bảo tháp mà sẽ các ban khánh thành bảo tháp đây là khi sau khi hòa thượng viên tịch thì được quả táng và đưa vào cái bảo tháp, tất cả những cái bảo tháp ở trong chùa Ân đây á, là quý vị đến chùa Ân để đền lễ, và toàn là những cái vị chức sắc trụ trì lâu đời và có công đóng góp trong cái vấn đề mà Phật giáo. Xin lỗi quý vị, nãy Sang ai nói nửa chừng Sang cắt ngang hết cả nhà. Thì để Sang chạy hướng dẫn công việc đó. Xin lỗi cả nhà. Thì nãy Sang đang nói tới cái việc mà xây bảo tháp để sau này hòa thượng viên tịch đó, hòa thượng sẽ được đưa vào trong đó. Thì ở trong chùa Ân cả nhà sẽ thấy có rất nhiều cái bảo tháp, thì mỗi một cái bảo tháp như vậy là đó là nhục thân của tất cả các cố hòa thượng và các vị đã có công giữ gìn cái Phật giáo, cũng như là tế độ cho hàng tín chúng đệ tử. Hiện tại bây giờ hòa thượng cũng là một trong người bị là tế độ cho 13 cái ngôi chùa, qua ngôi chùa. Thì cho nên mình thử ra ngày hôm qua và ngày hôm nay là cái ngày mà khánh thành bảo tháp cũng như là mừng thọ của hòa thượng. Thì có trên tỉnh Trà Vinh có 147 chùa, thì 147 chùa tất cả các vị trụ trì hòa thượng cũng như là thượng thọ và chư tăng là phải tề thụ về hết, cho nên nó lượng mà chư tăng đổ về đây trong suốt 3 ngày khá là đông để về để đảnh lễ hòa thượng, cũng như là ngày qua cả nhà có thể xem bản hình ảnh ngày qua là để các ban khánh thành rất là long trọng, các vị chức sắc lớn, các vị hòa thượng cũng như là trưởng lão và có những cái đức hạnh tu lâu năm, và để mà đủ được cái nhân hạnh đó làm cái để các ban khánh thành của bảo tháp. Vì cho nên thì Sang cũng rất là may mắn trong cái lần này thì Sang làm thí chủ tài trợ chính cho những cái phần cúng cơm chay tăng đến cho 147 chùa, rất là đông sư. Hiện nếu là chùa Ân không là có 73 vị, 73 vị, chưa tính là những cái chùa khác. Cho nên thì còn bên cạnh đó là quý Phật tử ở xa ở khắp nơi về đây để mừng thọ của hòa thượng, cũng như là tham dự cái lễ xây bảo tháp, thì cũng được dùng cơm trưa ở đây hoàn toàn miễn phí. Thì với cái nhân duyên lành này ngày hôm nay mà Sang cùng với gia đình của Sang á, là để mà phát nguyện làm cái việc này cũng là lâu rồi, nhưng mà do hai năm qua thì Sang làm việc nhiều quá, Sang có về tham dự, nhưng mà sẵn là vì lần này Sang về tham dự là cũng là trùng vào cái việc mà xây bảo tháp. Cái việc xây bảo tháp đợt trước cũng có là rất là nhiều quý vị mạnh thường quân Phật tử ở xa gửi về chùa nhà Sang đem về cho hòa thượng để mà ông phước xây cái bảo tháp. Cho nên mình gửi ra cái việc khánh thành bảo tháp là Sang không thể mà dám mặt và sẵn dịp về mừng thọ hòa thượng đã 2 năm rồi Sang có về, cho nên là lần này Sang cũng muốn về để mà đi đâu gì đi, nhưng Sang vẫn mãi là đứa con ở chùa Ân, để mà ngày hôm nay có được cái thiện sự này, và đó là những cái nhân duyên lành, sự may mắn trong cái cuộc sống của Sang. Sang trước là Sang cảm ơn tất cả cô chú anh chị cũng như là các bạn đã xem video xa gần luôn là mình ủng hộ, sau là Sang thành tâm để mà đem tất cả những phần phước nào của mình có được xin chi phước vô tận chúng sanh, mong cho tất cả luôn an vui và hạnh phúc, không chiến tranh, không hận thù, không ganh ghét, không chết chóc, mong cho thế giới được hòa bình.
chia phước đến cho tất cả quý vị khán giả đang xem qua cái video này. Mong cho tất cả luôn được an vui và hạnh phúc trong cuộc sống, chấm dứt đi mọi sự khổ đau, chấm dứt đi mọi sự khổ thân, để được nương tựa vào giáo pháp, được giải thoát niết bàn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá, Xà Tu Xà Tu. Mời quý vị khán giả xem tiếp cái hành trình tôi ngày hôm nay sang dâng lên cho tất cả 147 chùa. Thì các vị đến đây đảnh lễ hòa thượng rồi tụng kinh, sau đó quý vị cứ lần lượt vô dùng cơm đó, một tốt vậy là các vị trụ trì sẽ dùng cơm và sang dâng lên cúng cái phần cao, thêm cái phần cao số đó. Còn cái chương trình chính là sang tài trợ cho mong đó là thực sự rất là quan hệ. Giờ mà cả nhà cùng xem với sang nha. Hai đứa vô bên trong đứng, hai đứa nam vô bên trong đứng, rồi để chuyện ngoài chuyện vô, rồi còn mấy đứa mà để ngoài nó cúng dường cái dãy này với là chuyện vô bên trong để mãi, hoặc là bốn đứa nam đi vòng bên trong đằng sau lưng cô sư á, đó là ở ngoài chuyện vô thôi. Thì sang cũng là thí chủ tài trợ chính cho những bữa ăn trong xuyên suốt 3 ngày dân cơm chay tăng và với lại cho quý Phật tử Sài Gòn để dùng, thì dùng những cái phần quà này sang cho qua mấy đệ tử sang á, mấy nhân viên sang để nó dân cúng để chia phước cho mấy đứa.